Xin chào tất cả các bạn, mình Katie đây. Hôm nay thì mình sẽ đi tẩy cái nốt ruồi này. Lúc đầu thì mình không định tẩy nó đâu, nhưng càng ngày nó càng to các bạn ạ. Mình sợ nó to che hết cả mặt mình ra, nên bây giờ thì mình sẽ đi tẩy nó. Quyết tâm bye bye em nốt ruồi Ấn Độ này. Nhưng cũng có tí sợ đấy các bạn. Vì mình sợ đau lắm. Đọc chút chuyện Conan để lấy lại tinh thần nào. Hi hi, mình được bơi tê rồi nè. Cười thế thôi nhưng vẫn hoang mang lắm các bạn ạ. Mình đang bật chế độ nghiêm túc đây. Tới công chuyện luôn rồi này. Úi, tưởng đau lắm mà không hề đau chút nào. Giờ mình chỉ ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng thôi. Đúng là cô Trang làm mát tay quá. Tí nữa thì mình ngủ quên. Thật ra thì hôm nay thì mình đi ké đấy. Vì tiện mẹ mình đi cấy mây collagen ở chỗ cô Nguyễn Mai Trang, nên quyết định xử lý em nốt ruồi ngay. Giờ trông nó còn to hơn và đen hơn ý nhỉ. Nhưng đợi vài ngày nữa là em ấy bong luôn ý mà. Giới thiệu với các bạn, đây là em Gigi nhà cô Trang. Chảnh lắm đấy nhá. Đúng kiểu em đẹp em có quyền đấy. Nhưng lại rất là ngoan. Nhìn Di lại nhớ đến tụi nhỏ ở nhà quá. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn hãy like and subscribe trên kênh Katie Channel nhé. Bye bye các bạn.